quý khán thính giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC. Thưa quý vị, bên ngoài Liên Hiệp Quốc ở Geneva, những chiếc ghế trống tượng trưng cho con tin Israel đang ở trong tay Hamas. Những người biểu tình dựng hơn 200 cái ghế trống và xe đẩy bên ngoài Liên Hiệp Quốc ở Geneva thu hút sự chú ý tới hoàn cảnh khó khăn của các con tin đã bị Hamas bắt cóc, kêu gọi trả tự do cho họ. Israel đã nói hơn 1.400 người thiệt mạng, hơn 220 người bị bắt làm con tin sau khi các tay súng Hamas thực hiện những cuộc tấn công bất ngờ ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10. Michelle Dreyfus, người dân Geneva, đã tổ chức sự kiện này cho biết cuộc biểu tình để kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Hội Hồng Thập Tự hãy làm những gì có thể để đưa những người này trở về nhà. Israel ngày thứ Năm cho biết số người xác nhận bị bắt làm con tin ở Gaza từ khi cuộc đột kích xuyên biên giới ngày 7 tháng 10 của Hamas lên tới 224 người, đáp trả những cuộc tấn công bắt cóc bằng cách tấn công khu vực đông dân cư bằng những cuộc không kích khiến cho nhiều người thiệt mạng. Người thân của những con tin này đã tới Geneva tuần trước gặp gỡ giới chức bao gồm Ủy ban Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế để thúc giục họ giúp đỡ. Người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã không có quyền can thiệp vào vấn đề Trung Quốc ở Philippines, Mao Ninh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ không có quyền can thiệp vào các vấn đề giữa Trung Quốc và Philippines. Hôm thứ Tư, thì Tổng thống Hoa Kỳ là Joe Biden đã tái khẳng định cam kết quốc phòng sắt thép của Hoa Kỳ đối với Philippines. Hoa Kỳ không phải là một bên liên quan đến vấn đề Biển Đông và không có quyền can thiệp vào vấn đề giữa Trung Quốc và Philippines. Cam kết quốc phòng của Hoa Kỳ với Philippines không được làm suy yếu chủ quyền, quyền lợi và lợi ích hàng hải của Trung Quốc ở phía Nam. Biển Đông cũng không nên ủng hộ các yêu sách của phi pháp của Philippines. Ông Mao đã nói như vậy. Hôm Chủ nhật, thì hai tàu dân sự và hai tàu bảo vệ bờ biển của Philippines đã xâm nhập vùng biển Ran Isiao thuộc quần đảo Nansa của Trung Quốc mà không có sự cho phép của Trung Quốc. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc, gọi tắt là CCG, đã chặn các tàu Philippines theo đúng luật pháp. Ít nhất 27 người thiệt mạng vì trận bão thảm họa Otis khi Mexico tính thiệt hại. Chính phủ Mexico cho biết ít nhất 27 người thiệt mạng do bão Otis gây ra sau khi một trong những trận bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này đã hoành hành ở khu nghỉ dưỡng Acapulco trên bờ biển Thái Bình Dương vào sáng sớm một ngày trước đó. Bộ trưởng của Cảnh sát Mexico Rosa Isela Rodriguez cho biết thêm 4 người nữa đang mất tích. Chính phủ nói cơn bão tăng cường nhanh chóng ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương, mạnh tới mức đã bật lên gốc cây của những thân cây lớn, ngập những bệnh viện, còn bệnh nhân thì phải di tản tới những khu vực an toàn hơn. Tòa án tối cao Nigeria đã giữ nguyên chiến thắng bầu cử của Tổng thống Tinubu. Tòa án tối cao Nigeria hôm thứ Năm ngày 10 tháng 10 năm ngày 26 đã giữ nguyên chiến thắng trong cuộc bầu cử của Tổng thống Bola Tinubu, chấm dứt thách thức pháp lý do hai đối thủ chính của ông là Atiku Abubakar và Peter Obi đưa ra. Những người cho rằng chiến thắng của ông đã bị hủy hoại bởi nhiều điều bất thường. Phán quyết này sẽ trao cho ông Tinubu, 71 tuổi, là một nhiệm vụ rõ ràng để cai trị quốc phòng đông dân nhất châu Phi, nơi đang phải vật lộn với lạm phát hai con số, thiếu hụt ngoại tệ, đồng Naira suy yếu và tình trạng bất ổn lan rộng và nạn trộm cắp đầu dầu thô. Nigeria đã trở lại chế độ dân chủ vào năm 1999 sau 3 thập kỷ dưới sự cai trị của quân đội gần như không bị gián đoạn. Nhưng những cáo buộc về gian lận phiếu bầu và gian lận vẫn tiếp diễn theo như chu kỳ bầu cử của nước này. Phán quyết bảy thẩm phán tòa án tối cao là phán quyết cuối cùng tuân theo khuôn mẫu đã thấy trong các cuộc bầu cử tổng thống trước đây đã bị phản đối tại tòa án. Không có nỗ lực nào có thể lật ngược được kết quả thông qua tòa án đã thành công. Doanh nghiệp Việt Nam bị tố hỗ trợ chính quyền Myanmar mua thiết bị liên lạc vệ tinh văn phòng công tố tại thành phố Ravensburg của Đức đã mở cuộc điều tra hình sự đối với công ty Andy Satcom vì bị tố cáo cung cấp thiết bị liên lạc cho quân đội Myanmar với sự hỗ trợ của doanh nghiệp Việt Nam. Cuộc điều tra diễn ra giữa lúc chính quyền Đức đang cấm vận chế độ quân quản Myanmar vì đàn áp phe đối lập, thực hiện hành vi diệt chủng đối với nhóm sắc tộc Rohingya. Theo cơ quan truyền thông của Đức, GDF Frontal và Der Spiegel, cuộc điều tra hình sự diễn ra sau đơn khiếu kiện của tổ chức đoàn kết Đức với dân chủ Myanmar, luật sư Holger Rothbauer, dựa trên kết quả điều tra của tổ chức phi chính phủ Justice for Myanmar. Theo đó, thì Andy Satcom được cho hỗ trợ đáng kể cho hoạt động liên lạc vệ tinh của quân đội Myanmar từ năm 2016, bao gồm hardware và software vệ tinh 5G sử dụng trong hệ thống Metica của quân đội, bao gồm cả mạng lưới chiến trường. Tổ chức JFM cung cấp bằng chứng cho những bản tin của GDF Frontal và Der Spiegel
với hơn 40 chuyến giao hàng, bao gồm cả những modem vệ tinh và những software, dường như đã né được những biện pháp trừng phạt quốc tế. Lô hàng modem vệ tinh của tập đoàn này đã được Việt Nam gửi về Tổng cục Mua sắm Quân đội Myanmar vào tháng 10 2021, ngay sau cuộc đảo chính vào hồi cùng năm. Kính thưa quý vị, bí ngô Lego lớn nhất thế giới được trưng bày cho Halloween tại Legoland. Legoland ở Đan Mạch đang kỷ niệm thời điểm đáng sợ nhất trong năm với màn trình diễn khoảng 12.000 nhân vật Lego Halloween. Hàng nghìn viên gạch Lego đã được sử dụng để xây dựng những quả bí ngô, nhện, chuột và nấm cũng như quả bí ngô Lego lớn nhất từng được tạo ra. Quả bí ngô phá kỷ lục rộng 2,5m tức là 8,2 feet, cao 1,5m tức là 4,9 feet và sâu 2,1m tức là 6,9 feet đã phải mất 3 tuần và 100.000 viên gạch để tạo ra. Du khách được mời xây dựng những quả bí ngô và hình tượng của riêng mình, sau đó thì trưng bày lên cánh đồng bí ngô trong suốt mùa Halloween và kết thúc vào ngày 5 tháng 11. Gạch nhựa được phát minh vào năm 1932 tại Billund, nơi Legoland lần đầu tiên trên thế giới được khai trương vào năm 1968. Đây là điểm thu hút nhiều du khách thứ ba ở Đan Mạch. Kính thưa quý vị, và bản tin vừa qua cũng tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC, được quý khán thính giả yêu mến trong thời gian vừa qua. Đặc biệt quý vị đừng quên like và subscribe cho trang Facebook IBC TV và YouTube IBC TV Official để đón xem rất nhiều những chương trình nổi bật hàng ngày. Chúng tôi cũng xin mời quý vị cùng tham gia ghi danh cho khóa tu xuất gia giao duyên mùa đông này được tổ chức ngay tại chùa Diệu Pháp với địa chỉ là 311 East Mission Road, thành phố San Gabriel, và quý vị có thể liên lạc trực tiếp tới chùa để biết thêm thông tin chi tiết, đó là 626-614-0566, 626-614-0566. Vâng, và cũng xin cảm ơn nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, South El Monte, California. Số phone là 626-999-5865. Trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Hiện tại thì thị trường bảo hiểm đang rất biến động và các giá bảo hiểm đều rất leo thang rất nhiều. Quý vị xin hãy đừng ngần ngại gọi ngay cho BNT Insurance. Hiện tại thì chúng tôi cũng đang có những chương trình Retirement Account 401k Rollover có tới 40% bonus. Quý vị bỏ 100.000 sẽ được 140.000 trong tài khoản. Xin quý vị hãy đừng ngần ngại gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí và có những giá bảo hiểm thích hợp nhất trong cuộc sống của mình. Tuyết Nha và Trang Lương xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một ngày thật vô lượng an lạc.